Phan Hải. Câu chuyện còn tiếp tục. Hải Triều. Bà Hồng. Bà Hồng thì gầy mòn ngày ngày vùi đầu trong cà và ngồi chờ một cà. Lòng buồn phiền vì em nàn dù nhiều lần thành xưa và anh thử người lên vườn nhà bà Đào. Buồn buồn tình tình rồi bà nhìn chung gà nhà bà Đào khi bàng hoàng vì toàn là gà của mình. Bà liền đùng đùng vào vườn nhà bà Đào là phải chăng đâu bà bận manh leo mà hèn lua gà nhà bà chung gà nhà mày. Bà Đào trừng trừng nhìn bà Hồng mày đừng đùa nhà bà nghèo thì nghèo thèm bà lua gà nhà mày về. Gà nhà mày toàn là gà đần lần lần tìm đường bỏ vào chuồng nhà bà. Giờ nhà bà râu rối cần gì gà nhà mày. Mày làm gì thì làm đừng nhiều lời. Xoay một vòng cho ngầu anh ơi. Mày đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.